Xin chào quý vị và quý bạn. Hôm nay thì bên Nghĩa Audio lại về được một lô đẩy DK Đa Đan King LA400. Lô này thì nó rất là mới anh em nhé. Con này thì cái năm sản xuất của nó là năm đây trên này nó có ghi là năm 2012. Đấy, đây. Năm 2013 anh em nhé. 0405 2013. Đấy, đời rất còn mới luôn. Cái con đẩy LA400 này thì nó có cái công suất ra là 500W một kênh. Và cái cấu hình của nó là có 16, chạy 16 xo. Đây anh em nhìn nhé. Tất cả hàng DK chính hãng nó đều có ghi là LA series này. Đấy, bên này nó có DK Audio Amplifier. Trên tất cả những cái tụ hay là cái linh kiện của nó đều có cái dán DK này. Đấy, trên mạch này dập chữ DK Đa Đan King. Đấy, vì dòng này nó tiếng rất là hay cho nên là giá của nó thì ngày một tăng cao anh em nhé. Đấy, kể cả cái tụ nhá, tụ là tụ DK luôn này. Đấy, anh em thấy chưa, tụ là nó in DK luôn mà con này chạy tụ dung lượng rất cao là 100V 10.000 microfarad, chạy 4 tụ anh nhé, 4 tụ to, 4 tụ đại, mặt mũi rất là sáng đẹp. Lúc này em về được 40 con thì hôm nay 20 con về trước thì em làm clip cho anh em. Anh em nào mà đang chưa có một con đẩy nào ưng ý thì đây là một dòng đẩy cực kỳ chất lượng cho anh em với giá bán cực kỳ ưu đãi tại Nghĩa Audio. Nếu anh em đến nhà lấy cái con đẩy này thì có giá cho anh em là giá 4,2 triệu. Còn nếu như anh em ở xa ship thì anh em vui lòng chịu phí ship cho bên mình và cọc tiền ship nhé. Đấy, đây là DK Đa Đan King này. Đấy, mặt trước thì nó cũng giống như là LA600, LA800, LA600, 800, 400 là cùng một mặt. Ở đây thì sẽ có cái hai cái nút chỉnh volume này. Đấy, mặt phay nhôm bóng nhé, phay nhôm đen bóng này, hai tay sách nhìn rất khỏe khoắn này. Một cái công tắc nguồn ở mặt trước. Bên này là lỗ mắt lưới, mắt cáo để nó hút cái gió ở đây và thổi ra đằng sau. Con này sử dụng hai quạt là mát anh em nhé. Đây, một quạt hút, một quạt đẩy ra đằng sau và sử dụng một miếng nhôm tản nhiệt ở giữa. Đấy, đây là nguồn của DK Đa Đan King. Đấy, dòng một dòng rất thương hiệu và tiếng rất chất luôn. Đấy, anh em nhìn này. Kể cả cái nguồn đầy đủ thông số hết cho anh em. Đấy. LA series. Dòng máy này nó cực kỳ bền anh em nhé. Trên này có các cái đèn như đèn Active Pro này. Không có, nó nháy -3 decibel, -15, -30. Tí nhỏ nhỏ sẽ nháy được cái đèn này. Đấy, tí em sẽ mở cho các xem. Đèn ACL báo đến ngưỡng công suất. Đây một con mình đã bật lên sẵn và đóng sẵn cho anh em. Đang đánh một cặp bass 30 nhé. Một cặp bốt R12. Còn đây là từ 190. Đó, côn 76. Cắm lên con đang thám này cho anh ạ. Thì cái dòng đẩy này thì nó rất là bền anh em nhé. Ở trên mặt của nó còn in cái logo của DK này. Đó, DK Pro System, DK Đa Đan King. Anh em có thể tham khảo thêm sản phẩm chính hãng tại website của nó này, DKDaDanKing.com. Lô hàng bãi cực kỳ đẹp nhé. Đây mặt sau của nó anh em nhìn luôn này. Mình sẽ cho anh em xem một cái mặt sau luôn. Hàng đẹp cho nên là rất là số lượng rất ít anh em nhé. Đây là mặt sau của nó này, gồm có là hai cổng vào này, hai cổng vào input AB này, AB này. Đây là cái cổng lin nhé, cổng lin này thì mình có thể sử dụng để liên line.